Ok, xin chào tất cả mọi người đã đến với channel của tôi. Tôi chính là hướng dẫn viên du lịch đẳng cấp xuyên quốc gia thế giới đây. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục nói về chủ đề đồ ăn, về những tác phẩm của đồ ăn, dinh dưỡng của đồ ăn mà không ai có thể biết trước được. Và hơn nữa, đây là vì hôm bữa chúng ta đã làm về chủ đề đồ ăn, cho nên hôm nay ta cũng sẽ tiếp tục làm về chủ đề đồ ăn. Rồi sau này khi ta làm được những cái clip mà nó tạo ra được một cái chuỗi thì chúng ta sẽ tiếp tục quay về với chủ đề tâm lý học. Ok, rồi bây giờ bắt đầu vô thôi. Vậy thì các bạn có biết không? Hôm nay tôi sẽ nói cho các bạn về những cái căn bệnh kỳ lạ về một người có thể ăn một cái máy bay, về một cái việc mà có sắt ở trong đồ ăn của các bạn. Hả? Cái chuyện làm sao mà có được? Được rồi, vô clip các bạn biết nha. Ok, đến với phần đầu tiên, các bạn có biết rằng trong đồ ăn chứa biết bao nhiêu là loại thực phẩm tốt đẹp, ổn lộn, trong đồ ăn chứa biết bao nhiêu vitamin là những thứ dinh dưỡng tuyệt vời cho cơ thể. Vậy các bạn có biết không, vitamin, các bạn đều biết nó là những chất bổ được dùng để có thể bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể, đúng không? Nhưng mà nếu như nói vậy, các bạn có biết vitamin nào ở trong cái nào không? À, vậy thì hôm nay tôi sẽ nói cho các bạn biết về vitamin nào thì đặt ở đâu và có khả năng gì. Đầu tiên tôi sẽ nói cho các bạn về vitamin này mà. Vitamin E này đó là được lấy từ trong cà rốt. Và cái squash, squash ở đây có nghĩa là một cái dạng hạt. Các bạn có biết không? Một cái squash nó là một cái thứ người ta gọi là một cái dạng cũng là đồ ăn. Cái tôi để tôi nói rõ đây cho các bạn biết là squash nó không phải là cái đồ mà các bạn tự giống như là gặp bụng đồ hay là cái gì ta gọi là gặp bụng hay là gì đấy. Xin lỗi các bạn. Tôi cứ chầm ngâm vào thế giới của mình mà tôi quên mất đang có những người quan trọng ở đây. Swat ở đây có nghĩa là những cái trái thuộc họ bí. Những cái trái màu cam thường nằm ở trong những cái vitamin A của chúng ta, thường nằm trong những đồ vật có màu cam, không phải là quả cam nhưng mà nó có màu cam, như cà rốt nè, những trái thuộc họ bí nè đó, những họ trái bí đao, bí đỏ gì đó. Nhưng mà thế chung là cái bí đỏ là nhiều vitamin A nhất cho cơ thể, nó sẽ giúp cho các bạn có khả năng nhìn được trong bóng tối, trở thành một con người tinh anh, mắt có hai cái cặp kính đeo màu đen xì nhưng vẫn thấy được đường. Đó là lý do vì sao vitamin A cực kỳ quan trọng, nhất là quan trọng cho người không mù, tại vì người mù đã đen thui rồi, nhìn kiểu nào cũng không được. Nhưng mà tôi nói đây không phải để mà chơi bai họ, nhưng mà tôi nói đây vitamin A là một cái thứ rất là tốt cho cơ thể, giúp cho mắt của bạn có thể bắn những luồng sáng laser, nhìn được xuyên trong bóng tối. Cho nên vì vậy các bạn hãy cố bổ sung vitamin A từ những cái hồ họ bí đau, ôi lộn, những cái dùng họ bí và cà rốt nhé. Tiếp theo đến với vitamin C. Vitamin C ở đây chính là vitamin computer. Ô lộn, xin lỗi. Đó, vitamin C ở đây có nghĩa là vitamin chua. Vitamin chua. Xin lỗi, tại chúng ta lại kêu là vitamin chua. Vitamin C là một cái dạng tên thôi ha, nó không phải là chua. Vitamin này nó sẽ cho các bạn cái sức đề kháng. Nó sẽ lấy được ở trong nhờ tiêu nè. Tiêu là một cái thứ chứa rất là nhiều vitamin C ha. Rồi có ở trong những cái quả dâu nữa. Và một điều đặc biệt là vitamin C chỉ tồn tại trong cơ thể con người cỡ vài tiếng thôi, cho nên các bạn phải cực kỳ cẩn trọng khi mà chúng ta tiếp thu cái điều đó. Một ngày các bạn cũng phải ăn ít nhất một miếng tiêu và ăn thêm một quả dâu nữa thì mới đủ cho cơ thể ha. Đó là về vitamin A và vitamin C. Vitamin B9 nữa. Có một vitamin người ta phải gọi là vitamin B9. Vitamin B9 này là một vitamin giúp bổ sung tế bào và DNA.
Những cái vitamin này nó rất là đặc biệt thì nó rất là tốt cho người mẹ đang mang thai, bởi vì vitamin này sẽ giúp cho con của bạn phát triển lớn hơn. Bạn nhân đôi tế bào, nó nhân tế bào lên có nghĩa là phát triển, có nghĩa là con bạn phát triển nhanh hơn và bự hơn, đúng không? Và nó sẽ có cái DNA. DNA có nghĩa là gì? DNA là hệ thống di truyền giữa người mẹ, người bố và người con. Và khi đó thì cái tài năng của người mẹ, tính cách của người mẹ và của người bố sẽ có khả năng dễ dàng lây vô người con hơn, nó sẽ tốt hơn là cái sự di truyền đó, và cái đề kháng cũng sẽ được tăng cao hơn. Cái này thì được lấy ở trong những cái loại trái cây mà nó thuộc cũng dạng gọi là cái màu sắc á ha, tính về cái mặt màu sắc thì nó là màu xanh nhạt. Nó đúng rồi, nó là màu xanh nhạt. Màu xanh nhạt này nó là một cái màu rất là đặc biệt, và cái màu này nó thường được lấy ở đâu ta? Lấy đâu, lấy đâu, lấy đâu, lấy đâu, lấy đâu vậy, các bạn có biết lấy ở đâu không? Cái màu này nó được lấy nhiều nhất là lấy ở trong cái rau chân vịt. Biết biết rau chân vịt là rau gì không? Rau chân vịt á, cái rau mà ở bên ở lộc ở nhà của bạn người ta hái trồng cho bạn đó, thì rau chân vịt, rau chân vịt này là tôi chưa có biết, phải tìm hiểu nó mình nói nó như thế nào cho nó gọi là hợp lý đối với các bạn, nhưng mà nó gọi là rau chân vịt. Xin lỗi các bạn, xin lỗi các bạn, tại vì tôi nói với cái rau chân vịt đó mà tôi lại gặm cái giọng nhiều quá cho nên nó tạo cái sự. Và thêm một cái đó là măng, nó cũng măng tây đó, thì nó là những cái thứ sẽ bổ sung cho bạn vitamin B9, nên là ăn, nhưng mà nhớ cái gì nhiều quá cũng không tốt, nếu như quá nhiều thì nó sẽ không thể nào tốt được cho cơ thể mà sẽ gây ra tác dụng phụ. Và cái này nó đặc biệt hơn nữa, nó không chỉ hỗ trợ cho thể chất của đứa bé mà nó còn hỗ trợ cho trí thông minh con bạn, đẻ thông minh bất thường đó là do bạn ăn nhiều đồ hơn đó. Về cái phần vitamin B9 tốt cho những người mẹ có bầu, ok. Và vitamin E, vitamin E là vitamin gì? Vitamin E là vitamin giúp chúng ta bổ sung kháng khỏe beta anh đề kháng khỏe beta anh vệ sĩ Robi, nói chung đủ kiểu con là điểu. Và vitamin này giúp hỗ trợ bảo vệ tế bào của chúng ta khỏi những cái bọn xấu xa ác quỷ, và cái bọn này nó sẽ tấn công vào tế bào giống như bị thương nữa, nhưng mà bây giờ nó sẽ làm cho da dẻ ta cứng cáp hơn, nó cứng rắn hơn để mà chống đối với kẻ thù, cho nên là cái này nó rất là tốt và nó cần phải được bổ sung nhiều. Cái này nó được lấy ở trong các loại hạt và gọi là nít nít và xít á, có nghĩa là lấy ở trong các loại hạt và các loại đậu như đậu đỏ ở đâu như là ốc chó nè đó. Vitamin K tiếp theo là vitamin K. Vitamin K thì giúp cho máu của chúng ta dễ đông hơn. Những cái người bị máu loạn là bị sạc tay cái, trời ơi máu chảy tràn lên, chảy 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 ngồi chết luôn tại vì hết máu. Cho nên vitamin K này là cái thứ giúp cho tăng cái tốc độ đông của máu, và nó sẽ cố gắng để mà nó làm cho cái cơ thể của chúng ta đông máu và giữ máu nhiều hơn. Và cái này được lấy trong broccoli. Broccoli ở đây có nghĩa là các cái loại gọi là rau bông cải á, các bạn có biết rau bông cải không? Rau bông cải là một cái dạng rau mà nó gọi là nó kiểu vậy nè, nó nhìn như cái hồ vậy nè, nó cứ bập 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 bập. Và một cái nữa là rau mầm. Để tôi giới thiệu, à khoan từ từ nói cái bông cải trước đi ha. Bông cải là một cái dạng rau, các bạn lên mạng các bạn sẽ thấy, nó sẽ thấy như là một cái cây đại thụ phương nhỏ vậy đó. Và một cái cây nữa là rau mầm. Rau mầm có nghĩa là tất cả các loại cây trên thế giới, nhưng mà nó chỉ mới mọc mầm nữa, nó mọc cái lá lên á, thì những cái loại rau đó nó rất tốt cho cơ thể của bạn, nó bổ sung vitamin K. Và cái này tốt nhất là nên lấy của những cái loại rau bình thường mà mới mọc mầm, chứ đừng có lấy của mấy cây đại thụ mà ăn vô rau vô trong sau này nó lớn lên rồi nó mệt lắm. Và mấy cây đại thụ á mà có cái rau mầm thì chắc rau mầm cũng phải mấy năm mới mọc, cho nên nó hơi mệt khi mà các bạn lấy cái đó. Các bạn đó, vitamin B1. Vitamin B1 là gì? Vitamin B1 có một cái tên gọi khác đó là thiamin. Thiamin này nó cho các bạn cái sức mạnh não, giúp cho các bạn thông minh hơn, nhưng mà khi các bạn ăn nó vô chứ không phải mẹ bạn ăn nó vô, tại mẹ bạn ăn nó vô DNA không có truyền qua bạn được, tại nó không có bổ sung cho DNA, cho nên là các bạn phải tự ăn cái vitamin B1 này vô. Cái vitamin B1 này thì được lấy ở trong cá và những loại đậu như là đậu đen, đậu đỏ, đậu xanh đó, những cái loại đó nó sẽ tốt hơn, và những cái loại đó nó sẽ bổ sung cho chúng ta cái chất dầu, nó tạo ra cái sự thông minh cho trí não, và nó được lấy thêm một cái gọi là rất là đặc biệt đó là thịt cá. Thịt cá thì ai cũng biết rồi, ăn vô ôi trời ơi mọi thứ trở nên tươi sáng tỏa đẹp rất là tuyệt vời, đúng không? Và ăn những cái thứ đó vô nó sẽ khiến cho chúng ta cảm thấy một cảm giác sang khoái vô mốt cực kỳ. Vitamin D, và qua hết vitamin D, ô lộn, vitamin B rồi giờ qua tiêm vitamin D, vitamin BD, ô lộn đó, thì đó là về vitamin D. Vitamin D là một cái loại vitamin có thể bổ sung cho xương của chúng ta rắn chắc hơn. Nó được lấy từ dầu cá, tức là mỡ cá các bạn, với lại lấy ở trong
trứng, những cái loại trứng các bạn chiên trứng ăn nè, luộc trứng ăn nè đó. Nói chung là các bạn ăn cái gì có trứng là được, nhưng mà đó là trứng chiên thôi nha, à lộn, trứng gà thôi với trứng vịt thôi nha. Nói chung là những cái loại trứng của cái con đẻ ra đó, và đó nó chính là vitamin D, và một cái loại vitamin cuối, à lộn, một cái nhắc nhở cuối cùng cho các bạn về vitamin D, đó là cái vitamin D này nếu các bạn lấy nhiều quá thì nó sẽ hại cho thận. Thận gì đây, xin lỗi. Nè, nó sẽ hại cho thận. Còn nếu các bạn lấy ít quá thì hai chân bạn sẽ bị mềm nhũn ra, tại vì bạn không có đủ sức mạnh cho xương, để xương nó đứng vững. Và một cái vitamin khác, vitamin này được lấy từ mấy con gà, mới có vitamin này. Mấy con gà nào? Mấy con gà là mấy con gà trong chuồng của các bạn đó. Đó, đó là vitamin B2. Vitamin B2 cung cấp cho chúng ta năng lượng để chạy như Naruto, chạy quay, không bao giờ biết mệt. Tại vì chúng ta ăn con gà cho nên chúng ta chạy như gà. Các bạn có thấy trên đời này có ai bắt được con gà chứ? Trên đời này có ai mà dùng tay không mà bắt được một con gà trống chạy trong một cái giường cho nó chạy sao mà bạn đuổi kịp, đúng không? Đó là lý do sao cho ăn đồ của gà có sức mạnh như gà đó. Mặc dù nghe nó hơi kỳ, nhưng mà thật sự là chúng ta có sức mạnh của gà. Mà nói tới gà, nó ở lộn, nói tới các loại dinh dưỡng thì các bạn có biết không, ở trên thế giới này ở đồ ăn nào cũng có cái loại dinh dưỡng, nó là một loại vitamin nhưng ở dạng vật chất, không phải là những cái nước nó tạo ra dinh dưỡng cho cơ thể, mà là những cái thứ tinh hoa mỹ nghệ từ trong cái cà lê, từ trong cái ốc vít. Vậy nó là cái gì biết không, là sắt, nó là kim loại, nó là nó, nhưng mà kim loại đây là kim loại không độc nha, như sắt nè, nhôm nè, rồi mangan, nói chung là maca, đó là những cái thứ sẽ giúp cho cơ thể chúng ta. Và trong tất cả các thứ đồ ăn chúng ta có hiện nay luôn luôn có một hàm lượng sắt có thể nhìn được bằng kính hiển vi, cho nên các bạn đừng tìm chi vô ích. Vậy các bạn có thể biết được là nó có tồn tại không bằng việc là đưa một cái 500 cơ kỳ mạnh có thể hút một cây cục điện từ xa 50 mét bay, nhưng mà các bạn đùng một cái một cách tức thì, bởi vì trong đó nó có sắt. Và nếu như vậy thì các bạn sẽ thấy những ví dụ ăn của bạn từ từ nó bay lên, tại vì cái đó nó sẽ hút được những cái miếng cực kỳ nhỏ với cái lực từ cực nhỏ, nhưng mà cái lực hút của nó quá mạnh. Cho nên là các bạn nhớ, ở đâu không có ở đâu bán nó đâu, tại vì cái đó chỉ có cho những nhà khoa học dùng thôi. Các bạn mà mua đó và đang đi trên đường, đội nguyên xe ô tô chạy ngang qua cái đứng lại bay vô mặt bạn luôn, đúng không, nguy hiểm quá. Và nói về cái điều đó, các bạn biết không, ở trên đời này á có những cái căn bệnh á, nói chung là nó nghe lạ ha, tại vì trời sắc vậy mà nó cũng ở trong đồ đồ ăn của mình, rất là ghê đúng không, rất là lạ đúng không. Còn cái khùng ghê gớm dữ dội hơn nữa, có một cái anh này ảnh tên là Mr. X-On. Mr. X-On nghĩa là gì? Mr. X-On có nghĩa là của người ta là gì ta, anh chàng biết tốt, còn này là anh chàng ăn tốt. Anh chàng ăn tốt có nghĩa là gặp cái gì cũng ăn. Anh này tên thật là Monsieur Mang cái tộc. Anh này thì tôi không biết có đi đọc tên, tại vì ổng là người người nào, nói chung là cái tên này khó đọc lắm. Và nó cho chúng ta biết rằng anh này có bị danh là Mr. X-On, tại vì anh ấy ăn quá trời, anh ấy ăn rất nhiều thứ. Một ngày anh ấy ăn một ký sắt, để coi một ký sắt, và có thể nói là anh ấy là một cái con người gọi là bị bệnh, không phải là vui vẻ gì đâu các bạn, bị bệnh. Anh ấy bị bệnh, anh ấy bị bệnh về cái dạ dày. Anh ấy không thể không thích ăn những thứ có chất dinh dưỡng, anh ấy chỉ ăn sắt, dẫn sắt để bổ sung kẽm thôi, bổ sung chất sắt thôi. Và vào những năm 1978 tới 1980, anh ấy đã lên kế hoạch hoành tráng ăn nguyên một cái máy bay. Trời ơi, anh ấy ăn trong vòng 2 năm, anh ấy ăn hết cái máy bay luôn. Thì các bạn có biết không, anh ấy có một cái bao tử cực kỳ dài đến nỗi mà hả, kiến có chạ vô, thủy tinh có mà chém vô nó cũng không thể nào làm đứt bao tử của anh ấy được. À, nghe cũng ghê gớm mà, nói chung là ăn cũng phải nói về cái đồ gọi là bao tử của cơ thể, cái sức mạnh của cơ thể nữa đúng không. Nhưng mà có một cái còn đáng sợ hơn điều đó, đó là thời tiết. Các bạn tưởng tượng cái bài anh ấy đang ngồi ăn, cái tự nhiên sấm sét đấm vô cái máy bay chuyền tay xuống chỗ anh dịch rồi xong chết luôn đúng không. Và các bạn biết không, ở trên đời này thật sự không phải là không có cái vụ nào không tính đến ông trời hết á, đúng không, đồ lộn 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 sorry sorry đúng hơn là ở trên đời này vẫn có những thứ cần phải tính đến sức mạnh của thiên nhiên, từ tận tụy của ông trời để có thể làm được một chiếc bánh thơm ngon. Các bạn có biết không, đó là bởi vì người ta hồi đó ở châu Âu á, bây giờ vẫn còn nữa, là thịnh hành một cái loại bánh rất là ngon. Cái loại bánh này là lấy cầm trứng trắng, lòng lòng trắng của trứng với lại miếng đường quậy 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 lên cho bông lên, đem đi nướng là rất là ngon. Gia đình tôi cũng từng làm, nhưng mà nếu như mà có một phần nước dù chỉ rất nhỏ thôi, không quá hơi quá nhiều á,
Thì nói chung là tóm lại là chỉ có một giờ vậy thôi, cái trứng không bong lên được, tại vì nó bong lên là nó nổi không khí, mà nổi không khí lên có nghĩa là càng ít trong nước trong cái phần thành phần nó càng tốt, đúng không, nó mới nổi bọt lên được đó. Và lúc đó gia đình tôi đã chơi một cái trò rất là vui vẻ, đó là gửi cái tô xong thọc cây vô quậy 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 không lên, tại có nước dính trong tô đó. Cho nên là các bạn nói trời ơi, chỉ cần mưa thì mưa mà nước bốc hơi nó tạo ra độ ẩm, cái các bạn quan chứng cũng không được luôn. Nó mới nói bác hen lên hỏi ông trời, tháng này trời nắng làm bánh được không, mặc dù nó không có vàng nhưng mà tôi làm tôi vẫn thấy hay. À rồi cái này mới có vàng nè đó, các bạn thấy chưa, đó mới gọi là sức mạnh đó. Đó là về cái phần của bánh nè. Còn một cái nữa các bạn có biết không, ở trên cái này nó có những cái rất là lạ luôn các bạn ha, tại vì khi mình làm như vậy nó tạo cái sự gọi là lạ lẫm cho chúng ta. Ủa là tại sao nó lại có vậy. Còn một cái nó còn lạ hơn nữa, nói để các bạn giật bắn mình luôn ha, trên đời này ở châu Phi á nó cũng không hề tồn tại vật lý như bên Ấn Độ, phim Ấn Độ, mấy cái đùng muốn qua muốn lại muốn tới muốn lui, chưa chết 50 phút sau chưa hết máu nữa. Cho nên là các bạn biết ở bên châu Phi nó có một cái loại quả nó không giúp cho các bạn không thể nào hết máu sau 50 phút đứng nhảy, nhưng mà nó sẽ giúp cho bạn ăn cái quả đó xong 1 tiếng sau bạn ăn cái gì bạn cũng thấy ngọt hết. Nó mới là vấn đề, bạn ăn cái gì mà không thấy ngon hết, bạn ăn cơm ngon, uống nước chấm ngon, uống nước lọc ngon, nói chung cái gì cũng ngọt. Nó tóm lại đó là một cái điều, nó một cái quả rất là người ta gọi nó là quả berry thần kỳ, quả berry ma thuật. Thì cái quả này là được lấy ở bên châu Phi à, các bạn qua châu Phi các bạn được trải nghiệm, các bạn về các bạn ăn ngon 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 rồi ơi khoan. Nói vậy thì mấy người đi thi cây ăn cây trên thế giới ăn quả này vô ngon 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 thì chẳng thấy ngọt rồi đúng không. Nhưng mà họ không có làm gì đâu, họ làm vậy người ta phát hiện ra, người ta đuổi họ đi luôn rồi, làm sao mà họ đạt kỷ lục Guinness được đúng không. Đó thì đó là những bạn ngày hôm nay, cảm ơn các bạn đã đến xem và ủng hộ cái kênh của tôi, thật sự cảm ơn các bạn rất nhiều. Cảm ơn các thí chủ, ô lộn xin lỗi cho tôi bị lộn, tôi bị lộn vào phim bao công rồi, xin lỗi. Cảm ơn các bạn đã đến và xem video của tôi, clip của tôi đã là hết rồi, bye bye.